Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Skill 2, Unit 10, Communication, trang số 45, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần Listening và nghe. Netiquette. Number one, look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problem with it? Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng lên trên bảng tin nhắn điện tử thì em có thể tìm thấy bất kỳ những vấn đề nào không? Rồi chúng ta quan sát trong cái đoạn tin nhắn này thì chúng ta thấy đây là có một cái điều đặc biệt, đó là when is the first assignment due? Rồi người ta dùng dấu chấm hỏi và sau đó là một loạt dấu chấm than. Thì ta thấy là tất cả những từ này người ta đều ghi viết in hoa. Vậy đây là điều đặc biệt. Rồi người ta chú thích thêm là caps lock. Caps lock là a function that turns all letters into capital form. Vậy caps lock có nghĩa là một cái chức năng mà tất cả những cái ký tự sẽ được viết in hoa. Vậy cái điều đặc biệt ở đây là tất cả những chữ cái này viết in hoa. Nhưng mà khi viết tất cả những chữ này bằng in hoa trong emails hay là trong những cái e-learning message board thì người ta cho rằng đây được coi là la hét trực tuyến và nó cho thấy là sự bất lịch sự trong giao tiếp. Vậy chúng ta có câu trả lời như thế này. It uses capital letter. Sorry, chữ này cô phải in hoa cho giống bài. When is the first assignment due? Writing in on capital letter. Is considered yelling online. It show the communication impoliteness. Vậy khi sử dụng dấu caps lock để mà viết chữ cái in hoa, cái từ này có nghĩa là khi nào có đánh giá đầu tiên. Cái việc viết như thế này thì được coi là la hét trực tuyến và nó cho thấy sự bất lịch sự trong giao tiếp. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 1, chuyển sang bài tập số 2 là Listen to this interview between a 14 magazine reporter and Dr. Minh Vũ about netiquette and answer the questions. Bài tập số 2 là yêu cầu là nghe bài phỏng vấn này giữa biên tập viên 14 và giáo sư Minh Vũ về phép tắc giao tiếp qua Internet và trả lời những câu hỏi sau. Number 1 là what is netiquette? Netiquette có nghĩa là gì? Number 2 là what is the main rule of netiquette? Có nghĩa là những cái quy luật chính của phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng là gì? And number 3 là beside the content of what we are communicating, what else should we pay attention to? Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, thì chúng ta nên chú ý những điều gì khác? Bây giờ chúng ta cùng nhau listen. Unit
10, page 45. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to this interview between a 14 magazine reporter and Dr. Min Vu about netiquette and answer the questions. Is netiquette? The word is a combination of net and etiquette. It's a set of rules for behaving properly online. Could you tell us the main rule of netiquette? Remember that the people we're communicating with online are real people. Don't say and do unpleasant things online, just like in real life. But sometimes, perhaps it's not what we communicate, but how we communicate. Absolutely. For example, if you write emails or post comments using caps lock, this means you are shouting at people. Of course, it's not polite at all. What else should we do when sending emails? Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use too much shorthand. This may confuse your reader. How about behavior in chat rooms and on message boards? Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are, but you're judged by the quality of your writing. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lần nữa và lần này cô sẽ cung cấp transcript cho các em dễ dàng quan sát hơn. Rồi bây giờ listen. Unit 10. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to this interview between a 14 magazine reporter and Dr. Min Vu about netiquette and answer the questions. Dr. Min Vu, what exactly is netiquette? The word is a combination of net and etiquette. It's a set of rules for behaving properly online. Could you tell us the main rule of netiquette? Remember that the people we're communicating with online are real people. Don't say and do unpleasant things online, just like in real life. But sometimes, perhaps it's not what we communicate, but how we communicate. Absolutely. For example, if you write emails or post comments using caps lock, this means you are shouting at people. Of course, it's not polite at all. What else should we do when sending emails? Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use too much shorthand. This may confuse your reader. How about behavior in chat rooms and on message boards? Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are, but you're judged by the quality of your writing. Và bây giờ để giúp các em hiểu rõ hơn đoạn này thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần. Đây có hai nhân vật là reporter là phóng viên và Dr. Minh Vũ là giáo sư Minh Vũ, tiến sĩ Minh Vũ. Dr. Minh Vũ, what exactly is netiquette? Tiến sĩ Minh Vũ, chính xác netiquette là gì vậy? The word is combination of net and etiquette. It's a rules for behaving properly online. Từ này là sự kết hợp của từ net và từ etiquette. Đó là một quy tắc để hành xử đúng cách trực tuyến. Could you tell us the main rule of netiquette? Bạn có thể cho chúng tôi biết quy tắc chính của từ netiquette là gì không? Remember that the people we are communicating with online are real people. Don't say and do unpleasant things online, just like in a real life. Hãy nhớ rằng những người chúng ta giao tiếp trực tuyến là những người thật sự và đừng nói và làm những điều khó chịu trực tuyến như là đời thật. But sometimes perhaps it's not what we communicate, but how communicate. Nhưng mà đôi khi có lẽ không phải là những gì chúng ta giao tiếp, nhưng giao tiếp như thế nào vậy? Absolutely, for example, if you write emails or post comments using caps lock, this means you are shouting at people. Có
nghĩa là chính xác, ví dụ như là khi bạn viết email hoặc là đăng nhận xét bằng cách sử dụng các blog thì điều này có nghĩa là bạn đang hét vào người ta. Of course, it's not polite at all. What else should we do when sending emails? Và tất nhiên nó không lịch sự chút nào cả. Chúng ta nên làm gì khác khi mà gửi emails? Check your message for spelling mistake before you send it. It shows respect toward the other person. Don't use too much shorthand. This may confuse your reader. Có nghĩa là kiểm tra tin nhắn của bạn để tìm lỗi sai trước khi gửi, và nó thể hiện sự tôn trọng đối với một người khác. Và đừng sử dụng quá nhiều từ viết tắt. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho người đọc của bạn. How about behavior in chat rooms and on message boards? Thế còn hành xử trong phòng chat và trên bản tin thì sao? Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are, but you are judged by the quality of your writing. Thực hiện theo các quy tắc thảo luận. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Mọi người có thể không biết bạn là ai, nhưng mà người ta đánh giá bạn bởi chất lượng của văn bản của bạn. Đó là toàn bộ nội dung của bài đọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời một số câu hỏi như sau. What is the netiquette? Từ netiquette này có nghĩa là gì? Thì chúng ta đọc đoạn này. The word is combination of net and etiquette. It's a rules for behaving properly online. Vậy người ta nói là từ netiquette có nghĩa là đó là một sự kết hợp giữa từ net và từ etiquette. Nó là một bộ quy tắc cho ứng xử trực tuyến phù hợp. Thì mình có câu trả lời như thế này. Task 2, 1. The word is a combination of net and etiquette. Is a set of rules for behaving properly online. Từ netiquette là sự kết hợp giữa từ net và etiquette. Nó là một bộ quy tắc cho ứng xử trực tuyến phù hợp. Number 2. What is the main rule of netiquette? Cái quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì? Thì theo như bài đọc thì chúng ta thấy là đừng nói và lạm dụng và làm những điều không hài lòng trực tuyến. Và chúng ta có câu trả lời như sau. Don't say and do unpleasant things online just like real life. Tiếp theo, number 3. Besides the content of what we are communicating, what else should we pay attention to? Câu số 3 là bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp thì chúng ta nên chú ý những điều gì khác? Thì chúng ta nên chú ý đó là cách mà chúng ta giao tiếp với nhau bằng trực tuyến. It's how we communicate with each other online. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 2. Chuyển sang bài tập số 3. Listen again.
to the interview and complete the following script. Bài tập số 3 là nghe bài phỏng vấn một lần nữa và hoàn thành các hệ thống sau. Ở đây người ta cho mình number 1 là use caplocks in emails, posts and comments. Và có 3 cột là should, shouldn't, why not. Should là nên, shouldn't là không nên, tại sao và tại sao không. Đầu tiên chúng ta thấy là sử dụng caplock trong email, trong bài thư điện tử, bài đăng và bình luận là nên, không nên và tại sao không. Number 2 là check your email for mistakes or errors. Có nghĩa kiểm tra email của bạn để tìm lỗi. Number 3, use a lot of shorthand là sử dụng nhiều cái từ viết tắt. Number 4 là respect discussion rules and use polite language. Có nghĩa là tôn trọng các quy tắc, thảo luận và sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa. Unit 10 Page 45 Skills 2 Listening Activity 3 Listen again to the interview and complete the following grid. Dr. Minvo, what exactly is netiquette? The word is a combination of net and etiquette. It's a set of rules for behaving properly online. Could you tell us the main rule of netiquette? Remember that the people we're communicating with online are real people. Don't say and do unpleasant things online, just like in real life. But sometimes, perhaps it's not what we communicate, but how we communicate. Absolutely. For example, if you write emails or post comments using caps lock, this means you are shouting at people. Of course, it's not polite at all. What else should we do when sending emails? Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use too much shorthand. This may confuse your reader. How about behavior in chat rooms and on message boards? Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are, but you're judged by the quality of your writing. Rồi đầu tiên chúng ta thấy là use caplock là sử dụng caplock trong emails, những bài đăng hoặc là những cái bình luận. Thì điều này đó là không nên, shouldn't. Bởi vì cái lý do là nó trông giống như là bạn đang hét vào người ta vậy. Cô sẽ ghi lý do bên tờ giấy ha. Lý do là it looks like you are shouting at people. Number 2 là check your email for mistakes and errors. Có nghĩa là kiểm tra email của bạn để tìm lỗi thì điều này là hoàn toàn nên làm. Cho nên chúng ta sẽ chọn là should. Và lý do là nó thể hiện sự tôn trọng cho người đọc. It shows respect for your reader. Number 3, use a lot of shorthands. Sử dụng nhiều từ viết tắt thì điều này là shouldn't, không nên. Lý do là điều này có thể gây bối rối cho người đọc của bạn. This may confuse your reader. Number 4, là respect discussion rules and use polite language. Có nghĩa là tôn trọng các quy tắc thảo luận và sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Thì điều này là should, nên. Và lý do đó là bởi vì là mọi người có thể không biết bạn là ai, nhưng bạn được đánh giá bởi chất lượng bài viết của bạn. People may not know who you are, but you are cheered
by the quality of your writing. People may not know who you are, but you are judged by the quality of your writing. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Chuyển sang bài tập số 4. Look at the message in one. Work with a partner to improve it with the netiquette you have learned so far. Nhìn vào tin nhắn trong phần 1 và làm việc với một số bạn học để nâng cao nó với phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng mà em đã được học. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 4. Thì để mà viết được cái đoạn này thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái từ là từ dear. Đó là thưa hoặc kính gửi. Đầu tiên mình sẽ có từ dear teacher. Có nghĩa là thưa thầy cô hoặc là kính gửi thầy cô. Tiếp theo mình sẽ nói là vui lòng cho em biết khi nào đến hạn nộp bài tập đầu tiên. Mình sẽ có từ là please. Let me know. When the first assignment is due. Và tiếp theo chúng ta phải có từ thank you để thể hiện sự cảm ơn. Và cuối cùng là best regard, có nghĩa là thân ái. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Chuyển sang phần tiếp theo là phần writing. Writing an email using netiquette có nghĩa là viết thư email bằng cách là sử dụng netiquette. Bây giờ remember là ghi chú, ghi nhớ rằng always check that you have completed the subject line and or have include the attachment. Có nghĩa là luôn kiểm tra rằng xem bạn đã hoàn thành những dòng chủ đề hoặc là bao gồm những cái tập tin đính kèm. An email to a senior person should be more formal than to a friend. Có nghĩa là một email cho người cấp cao thì nên là trang trọng hơn là đối với viết cho một người bạn. Keep the message short and accurate. Có nghĩa là giữ thông điệp luôn ngắn gọn và chính xác. Always check your work for mistake. Có nghĩa là luôn luôn kiểm tra những sai sót trong khi viết. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Put the following parts in their correct place to make an email. Có nghĩa là đặt những phần sau vào đúng nơi để làm thành một thư điện tử. Mình có từ thank you very much là cảm ơn rất là nhiều. Rồi please file attach my essay for week 5. Có nghĩa là vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5. Essay submission week 5 có nghĩa là bài nộp tiểu luận tuần 5. Best regard là thân ái. My name is Vũ Minh Đức and I am your student from class 8A. Tên của tôi là Vũ Minh Đức và tôi là học sinh từ lớp 8A. Dear teacher là kính gửi thầy cô. Rồi phần đầu tiên thì chúng ta thấy đây là phần số 1 là phần subject. Phần subject này thì chúng ta sẽ để cái essay submission week 5 có nghĩa là nộp bài tiểu luận tuần 5 vào đây. Vậy là chúng ta sẽ điền câu C ở đây. Và cô sẽ ghi ra là essays.
Essay Submission Week 5 Nộp bài tiểu luận tuần 5. Rồi câu số 2 ở đây là mình sẽ dùng từ đầu tiên trong bài viết email thì mình sẽ có phần Dear Teacher. Đây là câu F. Tiếp theo câu số 3 là chúng ta sẽ điền là tên. My name is Vũ Minh Đức and I am your student from class 8A. Số 3 thì chúng ta sẽ điền tên là câu B. Sorry, các em câu Y. Vì chỗ này hơi bé nên cô không ghi đủ. Bây giờ cô sẽ ghi ở ngoài giấy cho các em dễ hình dung hơn. Task 5. Đầu tiên, câu số 1 thì cô sẽ có là Essay Submission Week 5. Number 2 là cô sẽ có là Dear Teacher. Number 3 là chúng ta sẽ đi là My name is Vũ Minh Đức and I'm your student from class 8A. Cái phần số 4 bên này thì chúng ta sẽ điền là vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5. Vậy đó là please file attach my essay for week 5. Please. Vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5. Tiếp theo số 5 ở đây thì chúng ta sẽ nói lời cảm ơn là thank you very much. Và cái cuối cùng dòng cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng là best regard, có nghĩa là gửi lời chúc tốt nhất đến cô. Best regard. Vậy là cô đã hoàn thành xong bài tập số 5. Chuyển sang bài tập số 6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learned. Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này. Thì đây cô sẽ ví dụ như là nộp bài tập về nhà cho tuần này. Ví dụ cô nói là cô tên là Trang và em là thành viên của nhóm A trong lớp 8B của cô. Vui lòng xem bài tập về nhà nhóm đính kèm của chúng em cho tuần này. Rồi cảm ơn cô rất nhiều và thân ái. Thì đây cô sẽ có một cái đoạn ngắn như thế này. Task 6. Dear teacher. Sorry các em, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái phần group trước. Group homework. Submission. For this week.
có nghĩa là nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này. Cái phần này là cái phần tiêu đề. Trước khi mình gửi email thì mình sẽ có phần tiêu đề. Thứ hai nữa là Dear Teacher. Kính gửi thầy hoặc là cô. My name is Nguyễn Trang. And I am in group A from your class. Eight B. Thưa cô, em tên là Nguyễn Trang và em là thành viên của nhóm A từ lớp 8B. Rồi phần tiếp theo là please find a teacher our group homework for this week. Có nghĩa là vui lòng xem bài tập về nhà của nhóm của em đính kèm cho tuần này. Và sau đó thì chúng ta sẽ thank you very much. Và cuối cùng là best regard. Thân ái. Vậy là cô và các em đã hoàn thành tất cả các bài tập trong phần Skill 2, Unit 10, Communication, trang số 45, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời dạy 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.